Đấy anh xem. Đĩa cá từ bao giờ rồi? Ui, ai, ai, ui làm gì đấy? Tao ăn nè. Cái con bất đợi này nhỉ? Ui dồi ôi, không ăn. Thế mày để cho vợ chồng tao ăn xong mày đỏ đi này. Ui cái này. Để tao ăn đi đấy, không ngoại tao ăn này. Cái này tôi để hâm đi hâm lại đến hàng tuần rồi rồi. Ui dồi ôi, ăn con ngắn rồi nha. Ui cái đĩa cá này con ngắn là hình như là đến ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi. Gần như một tuần rồi. Nhưng mà mùa lạnh thì nó có thiêu đâu. Không thiêu nhưng mà cứ ăn người ta ăn 2-3 bữa rồi. Chỉ có ăn có lửa cái đĩa thì hôm trước thì đã cãi nhau vì đĩa cá rồi. Rồi. Vẫn còn để từ đĩa cá thì hôm nay vẫn ăn được. Nhưng mà nó không phân thì nó không ăn thì bây giờ để đấy vợ chồng tao ăn làm sao mà phải đổ đi thế. Ôi, lãng phí. Trên này đồ ăn nó không để được lâu như thế đâu. Nó oxy hóa hết rồi. Ừ. Ăn vào rồi đi bụng, đau bụng rồi đi ở đấy. Kệ tao thì gì mày. Mẹ không nhìn gương bố à, đau dạ dày rồi rồi dạ dày có vấn đề phổi nhất đúng không? Cứ mẹ ở nhà mẹ nấu ăn như này cho bố xong bắt đầu đấy kiểu đấy xong rồi bệnh tật suốt ngày đấy. Cái tao ăn cá thu nó ngon như thế kho người ta tết nhất thì tao ơi hàng tuần đi chứ thì người ta còn ăn xuyên có tết còn đây thì mới có mấy hôm mình làm cái gì. Ua nhưng mà 6 ngày thì ua khác bây giờ khác nóng có nóng có lạnh có ở quê nhà mình nuôi nó sạch thì để được để đi tao đây trên này ấy, toàn đồ ấy nó toàn hóa chất. Em cũng buồn cười, mẹ đang gấp ăn thì bảo mẹ để đấy để con đổ đi, em cầm em giựt gọi mồm mẹ cái không em đổ. Em làm việc gì em cũng vội vàng xong rồi. Nhưng mà không thế thì làm sao bà chứ mà cũng tối bà ăn bà lại đi hiểu ra. Tao ăn một miếng thôi. Đấy, thế giờ tao cứ ăn như sao mà không sao mà. Ôi trong buổi tối đau bụng lại mi ơi, lại Trúc ơi. Trời ơi. Chứ tao ăn có làm sao đâu. Không sao. Nhưng cái đồ đấy để lâu rồi, mẹ xem cái đĩa cá này là gần tùn chủ nhật tuần trước rồi. Hôm nay là thứ 6 rồi, là được một tuần rồi. Nhưng mà đây tao phần nó nha, nó gái đẻ tao phần nó cá thu ngon thế nó không ăn. Bây giờ để vợ chồng tao ăn, nó sao phải đổ đi, răng dập trên màu đạm. Còn này, chả thật là sao cả u rồi. Là gái đẻ bây giờ bác sĩ không cho ăn đồ lưu. Ừ mày không ăn, tao ăn, vợ chồng tao ăn. Thì từ hôm nhưng đấy mà nó cũng để lâu rồi. Ý vợ con vậy cô một hôm con ấy là nó từ ngày hôm qua hôm trước tối hôm trước ăn thì sao cũng lại cho con rồi đã không ăn rồi từ hôm nay đến nay là 6-7 ngày rồi u vẫn còn u ăn nó không tốt nó không sức khỏe một tí nào cả chứ không phải là con tuần con u thích ăn chiều con nó chạy ông ơi cho u khúc bà mới u ăn chứ không phải là con cấm u là không được ăn cá đâu. Nhưng mà cái cách cư xử của vợ con nó cứ kiểu là bồm chộp đâm ra nó u lại hay hiểu lầm đấy. Nhưng mà vợ con là đang lo sức khỏe cho mẹ đấy. Thôi được rồi. Chứ không phải là không lo sức khỏe cho mẹ đâu. Đấy, em cái cách thể hiện của em nó lại không đúng. Cách thể hiện của em nó lại làm người khác cảm thấy nó phản cảm. Anh biết thử tình em là thẳng. Nói biết là tính em thẳng. Nghĩ gì là nói đấy, nó có để ý cái gì đâu. Biết là tính em thẳng nhưng mà em phải sửa đổi đi. Lưu ví thụ vào bảo mẹ ơi mẹ đưa cho con cái bát. Ê nó đỏ ngay vào thùng rác. Tiếc quá gì đấy. Cái đồ lưu kêu đổ đi là được. Cái đồ lưu kêu đổ đi được. Nhưng mà mẹ sau đừng ăn lại cái đồ. Ừ được rồi. Mẹ không thấy bố đi viện điên miên à? Ừ đấy. Do cái cách là tao tiết kiệm tao ăn. Tiết kiệm đấy, hai ông bà đang tiết kiệm quá. Đang đi mà lấy bát cơm này ăn mình ngon quá thì nó đi nó đổ của mình đi. Đấy, bố suốt ngày nằm viện nằm viết các thứ rồi thì mẹ lại cứ ăn thôi, đồ lưu thừa đấy thì ra không rồi. Cái khác. Sao không ăn cái đồ ấy nữa? Cứ khoảng 2-3 hôm là mình phải đổ rồi. Thôi được rồi, tôi không ăn nữa. 2-3 hôm mình là phải đổ rồi. Hai vợ chồng nó là nói mình đấy. Thôi được rồi. Rồi nói mà lo sức khỏe cho mẹ. Thôi được mẹ đừng ăn những cái đồ lưu cứu nữa.